Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Cựu quản trị viên Fanpage Nhật ký yêu nước có từ chối luật sư như lời công an. Ngày 2 tháng Giêng, AFA tiếng Việt cho hay, công an nói cựu quản trị viên Fanpage Nhật ký yêu nước từ chối luật sư, gia đình phản bác. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, nhà hoạt động Phan Tất Thành cựu quản trị viên của Penpace, nhật ký yêu nước, từ chối tham vấn luật sư, nhưng gia đình khẳng định đều ngược lại. AFA cho biết thêm, ông Phan Tất Thành, 38 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ từ ngày 8 tháng 7 năm 2023, rồi sau đó bị bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Hiện ông Thành đang bị giam trong thời gian điều tra, ở trại tạm giam số 4 Phan Đăng Lưu của Công an thành phố. Theo AFA, ông Phan Tất Chí, bố của Phan Tất Thành cho biết, ngay sau khi con trai ông bị bắt, gia đình đã ký hợp đồng bào chữa với luật sư Trần Đình Dũng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình bài trên AFA. AFA dẫn lời ông Chí tường thuật rằng, tuần trước, luật sư xúc tiến làm thủ tục xin tiếp xúc với Thành. Hai ngày sau, Công an an ninh điều tra thông báo với luật sư là em Thành từ chối gặp tiếp xúc luật sư, không cần luật sư. Điều này hoàn toàn trái ngược 100% với ý nguyện của Thành từ trại tạm giam. Thành thông tin về cho gia đình yêu cầu phải có luật sư thì mới làm việc với bên điều tra. Ông chỉ cho biết luật sư Dũng yêu cầu văn bản từ chối luật sư với chữ ký của ông Thành, nhưng phía công an không đáp ứng luật sư cũng đã nộp đơn kiến nghị lên cơ quan công an đề nghị cho gặp ông Thành để xác nhận việc nhà hoạt động này không muốn sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa. Tuy nhiên, phía công an chưa phản hồi. AFA cho hay, trong nhiều vụ án thuộc chương An ninh quốc gia của Bộ luật hình sự như Điều 117, Tuyên truyền chống nhà nước và Điều 109, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thậm chí cả Điều 331, lợi dụng quyền tự do dân chủ không thuộc chương này, cơ quan an ninh điều tra thường thuyết phục, thậm chí ép buộc người hoạt động không thuê luật sư. Và đây là hình nhà hoạt động Phan Tất Thành. AFA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh, người tham gia bào chữa cho nhiều người hoạt động nói rằng Trước hết, phải hiểu việc từ chối này chưa bao giờ xuất phát từ ý chí của họ. Trong hoàn cảnh bị bắt giam, luật sư như cái phao cứu sinh của họ ít nhất về phương diện tinh thần đồng thời còn giúp quá trình điều tra được thực hiện công bằng đúng pháp luật ngăn ngừa tình trạng nghi can bị điều tra viên tra tấn dùng nhục hình cho nên việc từ chối chẳng khác nào tự sát vì công an ép buộc nhà hoạt động từ chối luật sư không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định tố tụng hình sự vì đã xâm phạm vào quyền bào chữa của người bị khởi tố mà còn xâm phạm đến việc hành nghề của giới luật sư Ông Mạnh nêu quan điểm. Và đây là hình tin về vụ bắt giữ Phan Tất Thành. Thực tế, dù phần bào chữa của luật sư trong các vụ án chính trị không được tòa án và công tố lưu ý vì họ tức chính quyền đã có bản án trước khi xét xử. Thế nhưng, cơ quan an ninh điều tra vẫn tìm cách ngăn cản luật sư tham gia vụ án vì lẽ hầu hết quá trình điều tra vụ án đều có tình trạng vi phạm tố tụng như tra tấn, dùng nhục hình để dụ cung, ép cung nghi can. Nếu có sự hiện diện của luật sư thì họ sẽ không thể thực hiện điều đó để điều tra, kết thúc vụ án theo ý muốn của họ được, luật sư Mạnh giải thích. Vẫn theo AFA, ông Thành bị cơ quan an ninh điều tra bắt đi làm việc từ ngày 5 tháng 7, nhưng lệnh khởi tố và bắt tạm giam ghi từ ngày 13 tháng 7 năm 2023 cho tới ngày 9 tháng 11 năm 2023. Mới đây, công an đã gia hạn tạm giam ông thêm 3 tháng đến ngày 7 tháng 2 năm 2024. Theo thống kê của AFA, ông Thành là một trong hơn 20 nhà hoạt động nhân quyền, người bất đồng chính kiến và Facebooker bị bắt năm 2023. Bốn trong số này bị tống giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình cựu quản trị viên Pen Page, nhật ký yêu nước có từ chối luật sư như lời công an không xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đại án Việt Á, Tô Lâm coi chừng lộn cổ bởi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, sau 3 ngày xét xử, Hội đồng xét xử của Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội đã công bố phán quyết đối với 7 bị cáo trong vụ kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Các bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty cổ phần Công nghệ Việt Á lãnh án 25 năm tù. Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ 15 năm tù. Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện nghiên cứu Y dược học quân sự thuộc Học viện Quân y, lãnh án 12 năm tù. Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 6 đến 7 năm tù giam. Và đây là hình phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu theo giới quan sát, đó là những bản án nghiêm khắc hơn so với hai phiên tòa xét xử sơ thẩm cũng như phúc thẩm của vụ án chuyến bay giải cứu. Điều đó cho thấy việc áp dụng luật hình đối với tòa án binh vẫn còn nghiêm túc. Theo kế hoạch, tòa án thành phố Hà Nội sẽ đưa vụ án Việt Á ra xét xử vào ngày 3 tháng Giêng năm 2024. Công luận lo ngại về chủ trương phân hóa khi xử lý tội phạm trong đại án Việt Á của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thực chất, chủ trương này nhằm để giảm nhẹ tội cho quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, cán bộ nào đã có sai phạm rồi, tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ. Nhưng chủ trương được cho là nhân văn này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm triệt để lợi dụng Tô Lâm đã tha bổng cho rất nhiều các quan chức tham nhũng cộm cán liên quan đến việc tạo điều kiện chạy án trong ngành công an hiện nay. Điều khiến công luận hết sức bức xúc đó là trường hợp của ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã bị Bộ Công an khởi tố và khám xét nơi ở vì nhận 200.000 đô la từ Phan Quốc Việt ngay tại phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ. Vậy mà, bộ công an của ông Tô Lâm lấy lý do khi nhận tiền, Chu Ngọc Anh đã nói tớ cảm ơn nên số tiền đó chỉ coi là quà biếu chứ không phải là tiền đưa và nhận hối lộ. Do đó, ông Chu Ngọc Anh đã thoát tội nhận hối lộ, mà với số tiền hối lộ đến 5 tỷ đồng, ông có thể phải đối diện với mức án từ 20 năm tù đến tử hình. Quan trọng hơn, liên quan đến số tiền hàng trăm tỷ của công ty Việt Á dùng để hối lộ, cảm ơn hay tặng các quan chức lãnh đạo trong kết luận điều tra của Bộ Công an đã giảm đến gần 8 lần so với thông tin ban đầu. Điều này đã không thuyết phục được người dân. Theo đó, đầu tháng 6 năm 2023, Bộ Công an cho biết Việt Á kiếm lãi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi khoảng 800 tỷ đồng để bôi trơn. Nhưng trong kết luận điều tra do Bộ Công an ban hành, thì số tiền Việt Á đã hưởng lợi bất chính là hơn 1.200 tỷ đồng và số tiền chi để đưa hối lộ chỉ hơn 106 tỷ đồng. Và đây là hình bị cáo Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á tại tòa án quân sự. Công luận cho rằng đó là sự đổi trắng thay đen, không thể chối cãi của Bộ Công an và Bộ trưởng Tô Lâm. Điều đó sẽ kéo theo hàng loạt vụ giải cứu khác, chạy án đã được hóa giải một cách hợp pháp. Vì theo nguyên tắc số tiền càng lớn thì hình phạt càng nặng. Quan trọng hơn, phán quyết của Hội đồng xét xử tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đã giúp cho công luận thấy có những thế lực chính trị đang tìm mọi cách đổ tội cho Phan Quốc Việt và công ty Việt Á. Việt Á phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho chính sách chống dịch Covid-19 trong hơn 2 năm, với số nạn nhân tử vong lên đến hơn 43.000 người. Trong bài viết Phan Quốc Việt, Phạm Nhân, Nạn Nhân hay Công Thần của blogger Gió Bất đăng trên đài AFA cho biết, qua phiên tòa đã làm rõ, thật sự Việt Á có làm ra kit test với số lượng lớn. Tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiểm tra hiện tượng về máy móc, thiết bị mặt bằng sản xuất, nhân công và tổ chức thực nghiệm tại phòng sản xuất test xét nghiệm của công ty Việt Á tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cuộc kiểm tra có sự tham gia của luật sư bào chữa cho Phan Quốc Việt và đại diện Cục Khoa học Hình sự Bộ Công an, chính quyền thành phố Dĩ An, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế. Kết quả thực nghiệm điều tra xác định, trong thời gian 2 giờ 5 phút công ty Việt Á sản xuất được hơn 2.400 kit test xét nghiệm. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người có nhiều mối quan hệ đáng ngờ trong các đại án. Ngoài ra, blogger Gió Bất còn cho biết thêm, để trả lời cho câu hỏi về chất lượng kit test COVID-19 của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an còn ra quyết định trưng cầu giám định thành phần Kết luận của Hội Giám định Tư pháp do Bộ Y tế thành lập cho thấy, kit test đảm bảo 4 tiêu chí. Giới hạn phát hiện, độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, phù hợp với hồ sơ cấp số đăng ký lưu hành. Người Việt Nam có câu, đường đi hay tối, nói dối hay cùng. Điều đó cũng có nghĩa khẳng định, sự thật chỉ có một. Bộ trưởng Tô Lâm đừng quên rằng Bộ Quốc phòng của Bộ trưởng Phan Văn Giang đang theo dõi Bộ Công an và Tô Lâm hết sức chặt chẽ. Đừng ý thế để làm cạn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Đại án Việt Á, Tô Lâm coi chừng lộn cổ bởi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới